Thứ nhất cái là mình sẽ cho tam giác ABC nhọn ha, có AH là đường cao, AH là đường cao ha. Rồi vẽ là cái hình nha, là cái hình AH là đường cao chỗ này. Ok. Rồi AH là đường cao các bạn. Rồi. Rồi E là hình chiếu của H trên AB. E là hình chiếu của H trên AB ha, nghĩa là hình chiếu nó phải vuông góc vào. Hình chiếu vuông góc vào nghĩa là mình sẽ vẽ HE vuông góc với AB ha. Rồi đó, E là hình chiếu ha. Rồi. À, tính rồi tính. Đúng rồi. Rồi câu B nè, kẻ HF vuông góc với AC. Vậy thì HF chỗ này ha. HF vuông góc với AC. Đó. Rồi ok. Rồi câu C. Đường thẳng A vuông góc với EF. Đường thẳng A vuông góc với EF. Mình sẽ nói EF lại với nhau. Nói EF lại ha. Rồi. Đường thẳng A vuông góc với EF là cắt BC tại D ha. Cắt BC tại D. Nghĩa là từ A là mình sẽ vẽ vuông góc với EF ha. Vuông góc với EF. Rồi nó cắt BC tại D ha. Đây. Vuông góc với EF vào. Đây, cắt BC tại D chỗ này. Rồi. EF cắt AH tại O. EF cắt AH tại O ha. EF nè, các AH tại O. Nghe điểm O của mình. O của mình nó phải nằm đây ha. Giờ điểm O. Rồi thì mới gọi Y là họ sẽ hay gọi Y là giao điểm của AD với EF ha. Y như thế này rồi Y chỗ đó ha. Rồi ok. Yêu cầu đề bài của mình là chứng minh diện tích tam giác ADC. ADC ha. Rồi nó sẽ bằng diện tích tam giác AOE trên sin bình B nhân cho sin bình C ha. Sin bình B nhân sin bình C. Đó, đề bài của mình như vậy ha. Rồi. Rồi các bạn nào suy nghĩ ra chưa? Bạn nào suy nghĩ cách làm ra chưa? Rồi cái thứ nhất là thầy gọi y là giao điểm trước ha. Mình gọi thêm cái y mà. Gọi y á chính là giao điểm. Giao điểm của AD và EF. Giao điểm của AD và EF ha. Rồi. Vậy thì các bạn đến đây á chứng minh diện tích tam giác này bằng diện tích tam giác kia đó ha. Vậy thì diện tích tam giác ADC chính là bằng cái gì? ADC nè. Đó, bằng cái gì? Rồi diện tích tam giác AOE nó bằng cái gì? AOE nè. Rồi. Ok. Rồi bên nào có cách làm chưa? Rồi, em đã làm được. Rồi, cái bài này các bạn muốn làm được đó, thì các bạn phải suy nghĩ ngay đến tỷ số lòng dạng ha. Rồi, thì ta có là gì nè? Ta có AE đó. Nhân với AB. AE nhân với AB là ở câu B mình có là AE nhân với AB ha. Thì nó sẽ bằng AC AF đi nhân với AC nha. Đúng chưa? Là ở câu B đó mình chứng minh trên ha. Chứng minh trên. Chứng minh trên ở câu B đó. Rồi vậy thì từ đây á thầy mới suy ra được cái tỷ số gì. Từ đây mình sẽ suy ra cái tỷ số là AE trên AC ha.
AE trên AC rồi thì nó sẽ bằng là AB trên AF trên AB chứ, AF trên AB ha. Các bạn chia làm sao tích chéo bằng nhau được nha. Đây, AE nhân AB nè, AF trên nhân với AC ha. Tích chéo bằng nhau. Rồi. Rồi, các bạn nhìn nè, AE trên AC, AE nè trên AC bằng AF AF trên AB. Vậy thì dễ dàng suy ra được cái tam giác là đồng dạng các bạn. Rồi kết hợp thêm một cái điều kiện đó là A là góc chung nè. A chung nữa ha. Được chưa? A chung đó thì mình sẽ suy ra tam giác là đồng dạng. Rồi tam giác nè. A EF đúng không? AEF này sẽ đồng dạng với tam giác AEF thì sẽ đồng dạng với tam giác ACB ha. Các bạn nhớ ghi cái góc cho nó đúng vị trí ha để làm cho nó được ha. Rồi, đồng dạng ha với ACB. Ok. À, đồng dạng các rồi đồng dạng với tam giác ACB. Rồi theo trường hợp đó là góc cạnh góc ha. Ở cạnh góc cạnh chứ. Cạnh góc cạnh ha. Cạnh rồi. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng với nhau á thì mình sẽ suy ra được cái góc nào bằng nhau. Mình suy ra góc ha. Hai tam giác đồng dạng với nhau á thì mình sẽ suy ra góc bằng với nhau. Rồi. Góc tương ứng nè. Là các bạn nhìn tương hệ góc AFI ha. A nè. FI á. Đây AFI thì nó sẽ bằng góc nào? Góc F thì tương ứng với góc góc E đúng không? ACB với các bạn, ACB với góc ACE ha. ACB thì nó tương ứng với góc B nha. Yeah. Góc F này tương ứng với góc B đúng không? Góc B nghĩa là nó sẽ bằng với góc AB ABH ha, ABH đúng chưa? Rồi ok. Suy ra góc AFI sẽ bằng với góc ABH ha. Rồi hai góc đó bằng nhau ha. Vì hai tam giác trên đồng dạng á nên suy ra hai góc này nè. Góc đây với góc trên đây bằng nhau ha. Là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là các bạn nhìn cho thầy góc ACD ha, ACD. Rồi góc ACD nè, ACD ha. Ý nghĩa là góc C đó, nghĩa là góc C nè thì nó sẽ đồng diện với góc góc E ha. Góc C nó sẽ bằng đồng diện với góc E. Được chưa? ACD nó sẽ bằng với AE EO ha. Được chưa? Rồi tạm thầm đánh là số 1 đi ha. Rồi thầy ký hiệu hai góc đó cho các bạn thấy nè. Vì hai cái trên đồng dạng với nhau á nên sinh ra góc E nè của mình ha. Rồi nó sẽ bằng với góc C dưới đây. Dạ, nó bằng góc C đây ha. Đó. Rồi, mà các bạn nhìn thấy này cái góc ACD cộng với góc AFI á, thì nó bằng bao nhiêu? A nè, CD á, góc này ha, cộng với góc AFI, AFI ha. Đấy, hai góc này nè, AFI với ACD là hai góc này nè. Cộng lại thì nó bằng bao nhiêu bạn? Ủa, quen gì lộn rồi. À, góc C à, sorry các bạn. Nè các bạn nhìn thấy này, góc C A D á, C A D á cộng với góc A F I á thì nó sẽ bằng bao nhiêu?
90 độ đúng không? Vì trong cái tam giác AIF là tam giác vuông. Tam giác này là tam giác vuông nè. Y đấy ha, nên cái góc A trong đây cộng với góc F trên đây nó sẽ là 90 độ ha. Và 90 độ để làm cái gì? Rồi từ ha. Có thể ghi cái hình là quên. Rồi. Nè đi ha. Nè ta có cái góc CAD đó. CAD ha. CAI hay nó khác là CAD cũng được ha. Được chưa? Cộng với góc AFI á bằng 90 độ này ha, 90 độ. Vì cái gì? Vì cái tam giác AIF là tam giác vuông ha. Tam giác AIF vuông vuông tại Y hết các bạn, vuông tại Y. Rồi, trong tam giác vuông thì hai góc đáy của nó cộng lại nó sẽ là 90 ha. Góc đáy cộng lại là 90, được chưa? Rồi, tại sao thầy phải làm như vậy? Thì các bạn chú ý này, góc B, góc C nè, góc B, góc C của mình á, làm cách nào liên quan đến hai góc đó nhiều nhất ha? Rồi. Góc CAD cộng với AFI thì nó bằng 90 độ ha. Rồi vậy thì mình cũng có cái gì? Cũng có cái góc à, góc này gì? Rồi bằng 90 độ. Vậy thì các bạn nhìn cho thầy cái góc nè. O ha. O. O là cái góc màu đỏ này nha. Đây cái góc màu đỏ này. E A O ha. Chính là cái góc này nha các bạn. Đó. Cái góc này á mà khi mình cộng với góc AHB á A nè, HB ha. Được chưa? AHB thì nó cũng bằng OA ABH chứ ha, ABH. Được chưa? Góc đỏ này mình cộng với góc B dưới đây á thì nó cũng bằng bao nhiêu? 90 độ ha. Lý do là trong tam giác AHB là tam giác vuông. AHB là giác vuông ha. Nên hai góc đó cộng lại thì nó sẽ bằng 90 độ. Rồi, tương tự thì Xin ta chào thầy. cũng có là cái góc E nè AO cộng với góc ABH ha. ABH chính là bằng 90 độ ha. Rồi ok. Vậy từ đây này các bạn, từ đây các bạn nhìn thấy nè, hai cái góc của mình này mình sẽ suy ra được nào. Suy ra được cái góc AFI nè, AFI với BABH thì như thế nào rồi? AFI á giúp ABH á là hai góc này bằng nhau ở trên đó, mình đã chứng minh ở trên này ha. Đây, hai góc này nó sẽ bằng nhau nè. Hai góc này bằng nhau rồi ha. Vậy thì suy ra hai góc CAD á nó cũng bằng với góc góc CAD nè, nó cũng bằng với góc EAO ha. Được chưa? Vậy từ đây mình suy ra hai cái góc CAD. CAD ha, nó cũng bằng với góc EAO. EAO rồi, chứng minh nó để làm cái gì? Rồi đến số 2 đi ha, số 2. Rồi các bạn như thầy từ 1 và 2 nè, từ 1 và 2 C. Từ 1 và 2 á ha. Từ 1 và 2 thì mình sẽ suy ra được là rồi các bạn nhìn này, thứ nhất từ 1 là gì? Góc ACD, AC D là góc góc này ha, bằng với góc AEO, AEO ha, là góc ở đây này giờ. Hai góc này bằng nhau ha. Rồi cái thứ nhất đó là cái thứ nhất ha. Rồi cái thứ hai là góc C nè, AD là góc đen trên đây ha, bằng với góc EAO, EAO là góc dưới đây ha. Như vậy ấy, các bạn nhìn thấy hai cái góc, hai cặp góc nó bằng nhau á, vậy thì hai cặp góc đó nằm trong tam giác nào? Có phải là nằm trong tam giác ADC không? Chắc ADC này, phải. ADC có góc C với góc A trên đây này ha. Rồi với tam giác nào? AOE ha. AO AOE này thấy chưa? AOE ha là có góc đỏ này với cái góc đây đúng không? Vậy thì hai nó khác á, chính là hai cái tam giác nó sẽ đồng dạng với nhau ha.
hai thứ nhất nó sẽ đồng dạng với nhau. Hai trường hợp là góc góc ha các bạn, góc góc và góc A ABC ha, nó sẽ đồng dạng với góc ở tam giác, cho nó đồng dạng với tam giác là AOE AOE. Hai trường Đang hợp giác của là mình là tròn. góc góc, hai trường hợp là góc góc ha. Ok. Rồi, thì suy ra những cái tam giác này đồng dạng để làm cái gì ha? Rồi các bạn nhìn nè, tam giác AOE với ADC, thấy chưa? Mình tính diện tích hai tam giác này á, nghĩa là mình thầy nó vì tính diện tích hai tam giác đó nên thầy mới suy ra hai tam giác đồng dạng ha. Rồi để làm cái gì? Thì bây giờ muốn chứng minh được cái tỷ lệ đó ha, thì mình sẽ lấy cái gì? Lấy hai diện tích tỷ lệ với nhau, hai diện tích tỷ lệ với nhau ha, nghĩa là diện tích tam giác ADC, lấy ADC ha rồi trên cho AOE ha, rồi tính diện tích tam giác nó ra. Ở tam giác ADC ADC trên diện tích tam giác AOE ha, AOE là chưa? Rồi hai diện tích tam giác này trên nhau nó ra cái gì? Rồi các bạn nhìn nè, diện tích tam giác ADC, ADC ha, rồi nó chính là bằng, rồi vì hai tam giác này đồng dạng nè, vì hai tam giác này đồng dạng á ha, DC thì nó sẽ bằng 1 phần 2, à 1 phần 2 đi. Ok. Rồi, ok. Để các bạn nhìn là hai tam giác này nó đồng dạng với nhau này ha. Nên diện tích chia với nhau tỷ lệ đó thì nó cũng ra thì tương ứng là cạnh của nó ha. Nó sẽ là cạnh của nó. Thứ nhất là tam giác ADC à. Tam giác ADC chính là cạnh AC ha, AC. Rồi, vì ở dưới đây nó xuất hiện bình phương nè, xin bình góc bình này ha, nên thầy sẽ đem cái này bình phương lên. Rồi nó nghĩa là nó tỷ lệ với nhau mà ha, tỷ lệ thì tỷ lệ bình phương thì nó cũng giống như nhau thôi. Giờ tỷ lệ bình phương giống như nhau ha. Vậy thì AC nè trên AE là AC AE ha. Rồi mình sẽ đem bình phương lên. Giờ tỷ lệ bình phương thì nó vẫn giống như nhau ha, nghĩa là AC bình trên AE bình đó thì vẫn là thì hai này nó đồng dạng với nhau nè. Rồi mà các bạn nhìn cho thầy nè, a AC á với AE á chính là bằng cái gì? AC với AE AC với AE AC AE rồi AC với AE thì liên kết với nhau bởi AH đúng không? AH ở giữa nè. AH ở giữa. Rồi, ok. Rồi, liên các bạn nhìn cái hình này mình thấy AC với AE là có cái đường AH ở giữa ha. AH ở giữa nè. Rồi, vậy thì thầy sẽ cho nó xuất hiện AH ha. AH. Rồi tại sao phải xuất hiện AH mà không phải xuất hiện là AD, không phải xuất hiện là AI, không phải xuất hiện là AO ha. Các bạn nhìn cái thầy này góc sin nè ha. Tìm sin sin B á, sin B sin C đi. Nếu muốn tìm sin B nè thì mình sẽ lấy gì? Đối chia chia huyền ha. Đối nghĩa là AH nè, có AH. Rồi tìm sin C thì cũng có AH ha, là đối nè. Được chưa? Nên thầy sẽ làm cho nó xuất hiện AH ở trong đây. Thì một xíu nữa mình mới suy ra được sin với sin ha. Tìm B, tìm C. Rồi muốn xuất hiện AH á, thì mình sẽ lấy AC trên AH này. Nghĩa mình thêm bớt vào hả các bạn, thêm bớt vào ha. Rồi AH ở trên AH trên AE ha. Được chưa? Nghĩa là thêm cả cả tử và mẫu cho AH. Được chưa? Hai này triệt tiêu với nhau. Thì còn lại AC với AE ha. Họ có cái bình lên. Rồi cái bình hồi nãy tại sao phải bình, đó là lý do là sin bình với cos
sin hai cái này bằng nhau nè, nên mình mới lấy cái tỷ lệ bình phương lên nó cũng như nhau ha. Rồi vậy thì từ đây nè, từ đây mình tách ra các bạn, tách ra từng cái bình phương, tách ra từng cái bình phương nghĩa là AH AC trên AH bình á, thì chính là AC bình trên AH bình ha. AC bình trên AH bình chỗ này. AH trên AE á, AH trên AE thì mình cũng tách ra thành AH bình trên AE bình ha. AH bình trên AE bình. Rồi như thế này ha, ok. Rồi, vậy thì từ đây nè. Từ đây mình suy ra gì ta? Rồi, để nó giống như cái điều mình phải chứng minh đó, nghĩa là suy ra cái tam giác ADC ha. Vậy từ đây suy ra tam giác ADC. Suy ra diện tích tam giác ADC nè. Để giống cái điều mình phải chứng minh đó thì mình sẽ suy ra cái diện tích tam giác đó ha. ADC đứng đầu tiên ha. Rồi, nó bằng cái gì đó đúng không? Rồi, từ đây nè. SADC trên SEOE là bằng cái tỷ lệ này đúng không? Bằng cái tỷ lệ này. Hay nói cách khác á, vậy thì SADC á chính là bằng cái diện tích này nè. Đúng không? Diện tích này chia cho ai? Chia cho từ từ các bạn ha. Rồi, nó chính là bằng cái diện tích này nè. SEOE ha. SEOE rồi nhân với rồi nhân nè AH AC trên AH mà bình phương như vậy á thì nó cũng chính là bằng AC trên AH tất cả bình ha, đúng không nè, nghĩa là từ nó nằm ở dưới mẫu nè, cái mẫu thì mình sẽ đẩy lên đây để đây thì nó sẽ thành nhân ha bạn, thành nhân. Rồi chỗ này sẽ là cái gì, AC trên AH nè tất cả bình ha. Rồi, nhân với AH trên AE tất cả bình. Mấy bài này các bạn phải chịu khó phải về luyện lại đi thường xuyên nha. Rồi, suy ra tiếp tục. ADC. Nó sẽ bằng SEOE. Rồi từ đây từ nhân đúng không, từ nhân mà mình muốn tính sin á, muốn tìm sin nè AH chứ AC nè, tìm sin C đi ha, sin C nè chính là bằng AH trên trên AC đúng không, AH trên AC, AH trên AC, vậy thì bây giờ mình muốn đổi AH trên AC lại á thì chỗ này sẽ xuất hiện cái gì, có phải xuất hiện chia không rồi, chia không, muốn xuất hiện AH trên AC á nghĩa là mình phải chia xuống không, chia thì đảo đảo cái mẫu lên đó, đảo cái mẫu lên thành cái tử ha. Này S ta sẽ lấy S tam giác EOE nè. Rồi khi mình chuyển thành chia thì cái AH này nó sẽ nhảy lên tử, AC sẽ nhảy xuống dưới ha. Và hai này cũng như nhau ha, hai này cũng nhảy theo. Rồi khi mình chuyển thành chia thì cái thằng này nè nó sẽ đổi chỗ với nhau, nghĩa là tử á, tử thì nó sẽ xuống mẫu ha, còn mẫu thì nó sẽ lên tử. À, thì AH chỗ này, AC đây, AE ở đây, AH ở đây ha. Được chưa? Khi mình tiến hành chia á, thì cái mẫu nó sẽ đảo với nhau như vậy ha. Rồi tại sao thầy phải chuyển hành chia như thế này, tại vì của mình phương thức của mình là phương thức chia nè ha, chia chỗ này ha. Rồi đến đây á thì ra các bạn ơi, đến ra ra rồi đến đây nè, AH trên AC rồi, AH trên AC nè đến đây đúng không, AH trên AC, AH trên AC tìm sin C, sin C lấy AH trên AC chính là sin,
sin C bình phương đúng không? Sin C bình phương. Sin bình C các bạn. Rồi AH trên AC chính là sin bình C nè. Rồi AE trên AH ha. AE trên AH là trung tâm giác AEH vuông tại E ha. Vuông tại E chưa? Rồi mình tính cái sin B AH AE. Rồi AB sin B nè. Sin B thì bằng AH trên AB. Sin B bằng AH trên AB đúng không? Rồi, nhưng mà bây giờ mình tính ra tỷ lệ là AE trên AH. AE trên AH ha. Vậy thì AH trên AB hồi nãy có tính trên đi ta? AE trên AH. À, làm sao ta xin A rồi ok. Rồi các bạn nhìn nè. AE trên AH ha. AE nè trên AH á. Thì bây giờ thầy sẽ tính cos nha. Cos của góc EAO. EAO ha. Là cái góc màu đỏ này nè. Cái màu đỏ này ha. Tính cos của góc này. Thì chính là bằng cái gì? Chính là bằng cos thì lấy kề nè. Kề là AE ha. Chia huyền là AH đúng không? Vậy cái chỗ AH AE trên AH này nè mình sẽ chuyển thành cos của góc màu đỏ đó ha. Cos bình ha. Cos bình của góc nha. AO đúng không? AO ha. Được chưa? Rồi bạn. Mà các bạn nhìn nè, cái góc EAO của mình đó là nó bằng góc nào rồi? Có bằng góc B không? EAO hồi nãy mình chứng minh ở trên là nó sẽ bằng góc B nè. Đâu rồi? EAO ABC. Góc AEO AEO nó sẽ bằng góc ACD. A là góc màu đỏ này, nó sẽ bằng góc bên đây ha. Rồi góc ABH ABH là góc này nè, thì nó sẽ bằng gì? AFI. AFI ha. Rồi AFI CAD OAE. Rồi đúng rồi các bạn ơi, đây nè. Thứ nhất á là hồi nãy là ta có là cái góc gì? Cái góc A nè. A, C, D đó mà góc dưới đây nó sẽ bằng góc màu đỏ này ha, góc màu đỏ này. Rồi ở dưới đây mình tính thêm cái gì nữa? Góc CAD nè. CAD ha, là góc màu đen này cũng bằng cái góc màu đen này nè, thì nó là bằng cái góc B chỗ này ha, B chỗ này. Được chưa? Rồi, mà cái góc CAD đó mà cái góc C nè, CAD á lại bằng cái góc góc E A O, nghĩa là cái góc màu đỏ này nè bằng cái góc này ha, góc này. Mà góc này á lại bằng cái góc trên đây, góc trên đây á lại bằng cái góc dưới đây, nên hay nói cách khác chính là hai góc này nó sẽ bằng nhau ha. Bây giờ hai góc đó nó sẽ bằng nhau. Rồi các bạn nhìn ra không? Rồi thứ nhất nè, lý luận cái này xíu nha. Ta có nè, rồi ta có cái góc thứ nhất là cái góc CAD đó, CAD nha, CAD đó thì nó sẽ bằng cái góc này trên đây nè. CAD CAD nè thì nó sẽ bằng cái góc EAO EAO ha, EAO được chưa? Anh từ đi các bạn, rồi mình lấy hai góc này trước đi ha. Rồi ta có hàng này đem xuống.
Rồi như thế này, rồi bây giờ thầy này góc nè, đầu tiên á là cái góc ACD, nè CD là cái góc một góc C đây ha, thì nó sẽ bằng với góc A E O, A E O ha, A E O là góc trên đây, yeah. Cái đoạn chạy xuống. Rồi đây này, nói là cái góc này cái góc này ha, góc ACD, ACD là góc dưới đây nha, góc dưới đây được chưa? Nó không có. Các bạn nhìn thấy là cái góc màu đỏ này nè, đúng không? Thì nó sẽ bằng cái góc AEO, AEO là góc trên đây, góc trên đây ha. Rồi mà cái góc AFI á, AFI á, đây là góc này ha, là bằng góc B, bằng góc B dưới đây, được chưa? Rồi mà mình chứng minh thêm cái nữa là góc CAD nè, CAD á lại bằng cái gì? Góc CAD, CAD bằng cái EAO ha, EAO, EAO là bằng góc đỏ đó, CAD bằng góc đỏ ha, EAO, yeah. Rồi thầy nhắc lại nè, thứ nhất là cái góc B dưới đây nè, góc B dưới đây á thì nó sẽ bằng góc trên đây, góc AFI á, không, góc B dưới đây nè nó sẽ bằng góc F chỗ này ha, F chỗ này được chưa? Rồi cái thứ hai á là góc ACD, ACD là góc dưới đây, nó sẽ bằng góc bên đây. Rồi cái thứ ba là góc ACD, nó là bằng trên đây nữa ha. Rồi từ ba thằng này nó sẽ suy ra góc B nè, chính là bằng góc gì? Góc trên góc đỏ này ha, góc B nó sẽ bằng góc đỏ đó, được chưa? B đỏ à, tiền sin sin có góc này thì nó sẽ bằng ok thôi các bạn ơi, không cần cái đống này nha, không cần không cần, sorry thầy bị lót quá. Rồi các bạn nhìn thấy này, trong cái tam giác AHB đó ha, xét tam giác AHB nè, vuông tại H nha, xét tam giác AHB vuông tại H ha, thì có gì trong đây? Ai ai Rồi xét tam giác AHB vuông tại H nè, thì mình có cos góc này là mình có góc A với góc B nè, góc A góc B là hai góc nhọn đúng không, hai góc nhọn, vậy thì cos ở trên đây, cos trên đây thì nó sẽ bằng sin dưới đây đúng không, sin dưới đó ha, nghĩa là cos nè, cos của góc EAO đó thì nó sẽ bằng sin, sin của góc ABH đúng không, ABH chưa, cos góc này thì sẽ bằng sin góc kia ha các bạn, vậy chỗ này mình thế vào, có góc này thì nó bằng sin góc này thôi ha, giờ vì nó phụ nhau đó ha, phụ nhau đó, tính chất phụ nhau mình đã học từ số lượng giác của mình rồi ha, có góc này thì nó sẽ bằng sin góc kia ha. Rồi từ đây các bạn xin ra điều phải chứng minh nha, rồi phải rất rõ chỗ này quá ha, quên cái chỗ này nè, ok rồi được không? Xin tết là gì vậy? À thì tức lượng thì ra đúng rồi ha, mệt mệt bài này quá ha, ok rồi còn câu cuối cùng, Em mệt luôn. câu cuối cùng nha, rồi giải phương trình, câu này có nửa điểm nha bạn đừng lo ha, cái câu về phần cái nửa điểm thôi.
Vậy nâng cao của mình chiếm tới một điểm rồi ha. Câu số 5. Câu số 5 là câu nâng cao này. Câu nâng cao của đại số ha. Còn cái câu C là câu nâng cao của hình học nha. Hình học đó. Rồi, giải phương trình thì chắc là dễ hơn ha. Phương trình này nó dễ hơn rồi. 2 căn 2 căn 2x cộng 1 hay 2x trừ 1 chứ. Rồi, bằng 8 trừ cho ô căn 3 đây nữa, 3 căn đó. Ô gặp nhưng mà căn 3 2 căn nhé. Rồi, trừ 8 x cộng cho 3. X cộng cho 3 ha. Ở trên đây là số 3 trên đây. Được chưa? Rồi, giải phương trình này nghĩa là tìm x ha. Rồi, bước 1 á thì mình bước 1 thì đã nhắc các bạn rồi, thứ nhất là mình sẽ tìm điều kiện trong này nha. Tìm điều kiện ha, những bài căn này chắc chắn có điều kiện trong đây. Thì điều kiện của mình là biểu thức trong căn nó phải lớn bằng 0. Lớn bằng 0 nghĩa là 2x trừ 1 lớn bằng 0 ha. Còn cái này là được phép âm nha các bạn. Rồi, thì 2x trừ 1 lớn bằng 0 á, nhưng mà x nó sẽ lớn hơn bằng 1 phần 2 ha. X lớn bằng 1 phần 2 chỗ này. X lớn bằng 1 phần 2 ha. Điều kiện của mình tự tìm được rồi. Rồi, tìm điều kiện là các bạn cứ làm thoải mái à. Rồi, bài 5 mình đã làm rồi. Bài 5 của mình đã làm rồi chưa? Bài 5. Rồi em ra không em? Và phương pháp làm là gì nè? Đặt ống phụ đúng không? Có đặt ống phụ không Nhi? Bình phương lên nè. Bình phương lên thì thấy nó hơi dài đó. Nghe đặt ống phụ cũng được. Rồi bình phương lên đặt ống phụ cũng được ha. Rồi, ok. Rồi thầy thấy thầy sẽ đặt ống phụ trước nha. Đặt ống phụ trước nè, thầy các bạn sẽ đặt gì đây? Đặt ha U đi, U V á. U chính là bằng 2x trừ cho 1 ha. Rồi V á chính là bằng căn bậc 3 của x cộng 3 ha. Căn bậc 3 của x cộng 3 chính là bằng V. Rồi, UV các bạn. Rồi, đặt ống phụ. Vậy thì từ đây này mình bình phương này lên, bình phương này lên ha, thì mình sẽ suy ra cái gì? U bình các bạn gì? À, đặt đặt vào căn nha các bạn, quên quên vào căn không nha. Đặt U bằng căn của 2x trừ 1 nha. U bằng căn của 2x trừ 1 ha, V sẽ bằng căn bậc 3 của x cộng 3 ha. Rồi từ đây á thì mình bình phương hai vế lên nè, thì bình phương trước ha là u bình nè, còn nhi á bình phương trước rồi các bạn mới đặt cũng được nhưng mà nó hơi dài ha. U bình nó sẽ bằng 2x trừ cho 1 ha, thứ nhất. Rồi cái thứ hai á, rồi còn cái dưới đây á thì mình sẽ mũ 3 lên, mũ 3 hai vế ha, mũ 3 hai vế chính là v mũ 3 nè. Yeah. Mũ 3 2 vế thì mất cho mặt 3 các bạn nha. Đó là x cộng cho 3 này chưa. Và 2 vế x cộng 3 ha. Rồi đến đây nè. Đến đây mà cái đề của mình á là có gì? Ok. Rồi, đến đây. Rồi, đến đây này các bạn. À, thầy sẽ thêm bước vào đây ha, thêm bước vào cách nào. Thứ nhất là thầy sẽ nhân 2 cho 2 vế cái chỗ này nha. Nhân 2 cho 2 vế ha. Rồi các bạn nhìn thầy làm đi một xíu nó sẽ ra cái gì ha.
là 2v mũ 3 nè, nhân 2 cho 2v, cho 2v mũ 3 ha, bằng 2x cộng cho 6, x cộng cho 6 được chưa? Rồi từ đây mình suy ra chuyển vế qua ha, rồi suy ra 2v mũ 3 đó, 2v mũ 3 sẽ bằng 2x cộng cho 6. Vậy thì đến đây á, thầy sẽ lấy vế trừ vế ha, vế trừ vế được chưa? À, đến đây nè, thầy sẽ lấy vế trừ vế nha. Vế trừ vế nghĩa là mình sẽ lấy 2v mũ 3 nè, trừ cho u bình ha. Rồi thầy sẽ lấy 2v mũ 3 trừ cho u bình. U bình thì nó ra cái gì? Rồi, 2v mũ 3 của mình nó chỉ bằng 2x cộng cho 6 nè. Rồi trừ cho u bình. Trừ cho u bình nghĩa là trừ nè, 2x trừ cho 1 ha. Trừ 2x trừ cho 1. Rồi rút gọn nè, rút gọn 2x với 2x là mất, trừ với trừ thành cộng là cộng 1, cộng 1 thêm 6 là bằng 7 ha. Được chưa? 7 chỗ này. Rồi từ đây thì chuyển 7 này qua đây luôn ha, chuyển 7 qua đây luôn. Chuyển vế đổi dấu ha. Là sẽ được là cái phương trình đó là 2v mũ 3 trừ u bình trừ 7 là 0 ha. 2v mũ 3 trừ cho u bình trừ 7 bằng 0. Trừ bằng 0 cái này ha. Rồi. Mà các bạn nhìn nè, mà cái đề của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đề ha, lấy cái đề. Mà cái đề của mình đó là 2 căn 2x trừ 1 bằng 8 trừ cho căn bậc 3 của x cộng 3 ha. Rồi, mà cái đề lại. Rồi đếm đề lên nè. Ở đây mình thế vào ha các bạn ha, thế vào. Rồi, thế vào thứ nhất nè. 2 là số 2 này ha. Căn bậc 2 của 2x trừ 1 là mình đặt là chữ U nè. Tương đương này ha, tương đương 2 u á, thì nó sẽ bằng, nó sẽ bằng 8 đúng không? 8 rồi. Còn cái căn bậc 3 này của mình đó chính là trừ đi v nè ha, trừ đi v. Được chưa? V ha. Về từ đây tương đương u nó sẽ bằng cái gì? Tương đương u nè. Có phải bằng 8v trừ 8 trừ v chia 2 không? U sẽ bằng 8 là trừ cho v chia cho 2 ha. Dạ. Yeah. Rồi 2. Rồi ha. Vậy thì thầy sẽ thế cái u này nè, thế cái u này á vào cái trên đây. Cái trên đây thì tạm đặt là số 1 đi ha. Rồi nó đặt gì trên đây số 1 chưa? Chưa ha. Dạ. Yeah. Nghĩa là mình sẽ thế vào cái phương trình trên đây ha, thế u bằng 8 về thì 1 nè, từ đây số 1 đó sẽ suy ra thế u vào cái số 1 của mình là phải vào 2v mũ 3 này. Trừ đi u bình, trừ đi u bình nghĩa là trừ đi 8 trừ cho v chia 2 ha, 8 trừ chia v chia 2 tất cả bình các bạn, 8 trừ v chia 2 ha, tất cả bình trên đây rồi tất cả bình ha. Rồi trừ 7 bằng, trừ bằng 0 ha. Rồi vậy thì đến đây á, là một cái phương trình nó cùng biến rồi ha, cùng biến rồi thì giải như thế nào? Thế là giải tìm v ha, giải tìm v nó sẽ ra nha. Rồi đến đây này các bạn, phân tích ra ok, mình sẽ thu gọn nha. 2 2v mũ 3 2 trừ u bình bằng 7 đúng rồi. Ok. Rồi đến đây thu gọn nè các bạn, thu gọn tương đương ha. Để cho nó sẽ ra cái gì chỗ này. 2v mũ 3 ghi lại nè. Rồi ở trên tử của mình đó là cái hàng đẳng phức ha,
chia cho 2. À, ok, rồi từ từ nè. Trên tử của mình đó, mình sẽ tách ra thành cái hằng nhân thức của mình là cái gì nè. À, 8 bình ha. 8 bình là 64. Đúng không? 64 nè. Trừ 2AB là trừ trên 16V nè. Trừ 2B trừ trên 16V ha. Cộng cho B bình. B bình chính là cộng cho B. V bình ha. V bình được chưa? Rồi. Trên 2 bình. 2 bình chính là số 4 nè. Số 4 ha. Rồi trừ 7 bạn. Bằng 0. Vậy đến đây mình sẽ quy đồng các bạn. Quy đồng hậu chung của mình chính là số 4 ha. Số 4. Quy đồng này trên đây là nhân cho mấy? Nhân cho 8 đúng không? Ở nhân cho 4 là thành 8 nè. 2 x 4 là 8 á. 8V mũ 3 ha. Rồi quy đồng 2 vế luôn nha. Quy đồng 2 vế luôn ha. Nghĩa là với bên đây cũng chia hết cho 4 ha. Thì 4 x 4 là hết rồi ha. Vậy chỗ này sẽ còn là 64 nè. Rồi thầy đổi dấu trong đây luôn nha. Trừ với trừ sẽ thành cộng cái này nè. Cộng cho 16V. Rồi trừ cho V bình nè. 16V trừ cho V bình ha. Rồi 7 thì nhân cho mấy? 7 nhân cho 4 ha. 7 nhân cho 4 nó bằng bằng 0 rồi chưa? Quy đồng 2 vế chia hết cho nói chung là 4 rồi các bạn. Bây giờ rồi từ đây mình sẽ thu gọn lại nè. 8V mũ 3. 8V mũ 3 ha. Rồi trừ cho V bình phương. Trừ cho V bình phương ha. Rồi cộng cho 16V. Rồi trừ 64 với trừ 28. 64 với 28 là bằng 92. 92 đúng không? Rồi bằng 0 rồi chưa? Đó, tôi gọi nó sẽ là như thế này ha. Rồi từ đây các bạn thấy tương đương. Từ đây mình sẽ đặt nguyên tử chung các bạn. Phân tích tử thức hình nguyên tử ha. Phân tích ra. Rồi, phân tích như thế nào đây? Rồi mình sẽ dùng phương pháp nhóm ha, nhóm cái gì? À, mình có đặt cái gì đâu ta? V. Rồi đến đây mình dùng đặt phân tích hình nguyên tử 92. Rồi, phân tích đa thức hình nguyên tử chỗ này. Tám về bình. Rồi mình sẽ nhóm nào các bạn, nhóm cái nào đây? Rồi thì nhóm cái thứ nhất với cái thứ ba ha. Rồi nhóm thứ nhất cái ba cái đại học nha. V ủa nó rồi nhóm cái này đây ta 8V mũ 3 nếu như mình đặt từ thì nhóm cái 8V ra bên trong sẽ còn là V bình trừ cho cộng cho 4 ha, V bình trừ cho cộng cho 4 không được. Hai. Các bạn chờ xíu ha. Tám V bình phương. 92. Sáu rồi tách ra ha, tách 46 sẽ thành trừ 30. Rồi đây các bạn, bây giờ muốn làm một cái phân tích hằng nguyên tử á, thì mình sẽ tách cái 16 này ra nè,
tất 16 này ra ha, làm cái gì? Cái bài này khó ha, nên cái gì cũng phải khó trong đây nha các bạn. Nó dự hiển nhiên rồi ha. Rồi tách 16 ra, hãy tách 16 ra thành 46 với trừ 30. Đúng không? 46 mà trừ cho 30 đó. Cộng 46 trừ 30 trước đi ha, 30 về. Ở đây ha, rồi ok. Rồi vậy thì á mình rồi cái đầu tiên á tương đương cái ngoài sao mà đặt 46 ra, đặt 46 ra nó sẽ còn là gì, đặt 46 ra cái ngoài sao nhé bạn, chỉ còn là v trừ 2 ha, v trừ 2 gây trừ hai nhân tử chung. Rồi cái ngoài trước nè, ngoài trước mình ra cái gì, đúng mà đặt tôi trừ hai thành nhân tử chung đó, nhưng mà làm sao cho nó ngoài trước thành nhân tử chung ha, nếu như mà ngoài trước là mình đặt v ra, đặt v ra còn là 8v bình nè, 8v bình trừ v trừ 30 ha, à không được. Đặt V trừ 2 thành nhân tử chung. Rồi đặt V trừ 2 ra thành nhân tử chung. Vậy thì ở trong của mình là còn là cái V trừ 2 8B mũ 3 mình chia cho V, 8B mũ 3 chia cho V là 8B bình nè, 80 chỗ này ha. Rồi 30 30V này chia cho 2 mà còn là 15V đúng không, 15V V rồi 92, 92 mà chia cho 2 còn là 46 trừ cho cộng cho 46 chứ. Rồi đúng không các từ từ ha, ok. V bình ra. Tầm V đặt 2 ra chỗ này. V với 30V V ra, V ra ở trong còn là 8V bình. Thằng Nhi là nó sao rồi Nhi? Em có làm tới đây không? Trừ đi V, mình bỏ cái trừ V bình đây đi ha, trừ cho 15V em làm tới đó rồi em sao ra được chứ, dưới đây 2V đặt 16 ra không được không. Rồi tới đây ấy, mình đặt như thế nào cho các bạn tí nha. Đi ra về chị hai luôn. Đúng rồi, nhưng mà làm sao á để cho nó ra được V trừ 2 chỗ này nè. Ở đây tính á, thầy cứ nhẩm thì nó ra được cái phân cái hai cái này ngang nhau nè. Còn nhưng mà nếu mình xét về đặt nhân tử chung đó thì nó không có ra, nó không có ra chỗ đó, nghĩa là từ cái dòng trên đó làm cách nào để cho nó ra cái dòng dưới nè, đúng không, từ dòng trên nó ra dòng dưới ha, này thì đặt nhân tử chung nhanh đó,
phương pháp này các bạn cũng không hiểu đâu. Bấm máy ra lĩa hả? Rồi bấm máy ra lĩa 8V bình 8V mũ 3 8V mũ 3 trừ cho V bình cộng 16V trừ 92. Rồi đúng rồi em, cái này ra đúng rồi. Nhưng mà mình tách nó ra hình như thế nào á, tách ra hình như thế nào là đúng rồi nè. Tao thử các bạn nhân vào coi đúng không ha. Nhân vào thử xem. Thấy B nhân với nguyên cộng này sao ha. Nguyên cộng này sao. Bạn nhân phân phối vào lấy đa thức nhân như đa thức á. Hồi tôi nó có ra trên không ha. Rồi trừ 2 nè, nhân với nguyên cộng là sao đó, rồi bằng nè. Hỏi tôi nhớ vậy, 8 nhân V là 8V mũ 3 là đúng rồi ha. 8V rồi, V nhân 15V, chính là 15V bình phương ha. Về bình phương. Cái bài này mà giải mệt mỏi luôn ha. Điểm 10 thì gọi khó thì. Ok, bình phương. Rồi, V nhân 46 chứ là 46V chỗ này ha. 46V, 2 nhân 8V bình phương, 2 nhân 8V bình phương là bằng 16V về bình phương nè. Đó thì cũng là tới đây rồi nè. Rồi trừ cho 30V ha. Trừ cho 92 nè. Đó thì 92. Rồi kiểm tra lại nè. 46V với trừ 30V ra 15V. 16V rồi ha. Rồi 15. 15. À ok. Vậy thì mình sẽ tách cho các bạn. Tách cái y bình này nè, tách y bình thành 15 15V bình trị cho 16 V bình ha. Rồi tách cái 46V nè thành cái tách cái 16V thành 46V với 30 y ha, 30 y. Ok. Rồi khi mình tách ra như thế này á, rồi sau đây các bạn mất mạng ha. Rồi tiếp tục với lại rồi đến đây này các bạn, mình có tách như thế này nè. Thứ nhất đó là mình tách trừ V bình nè, trừ V bình ra thành trừ 16V cộng cho 15V ha. Rồi số 16V này mình tách thành trừ 30
Trừ 32 cộng cho 46V. Yeah. Còn cho 46V bằng 0 nè. Rồi từ đây á, mình nhóm nhóm hai mỗi cái hai cái là với nhau ha. Nhóm hai cái là với nhau. Thì thứ nhất á là thầy sẽ đặt cái gì ra nhỉ? Đặt 8V ra ha, 8V bình ra nè. Cái đầu tiên mình đặt 8V bình ra. Thì ở trong của mình nó sẽ còn là V trừ trừ 2 đúng không? 80 bình ra có ở trong còn là V trừ 2 nè. Rồi cái mà sao mình đặt 15V ra. Thì ở trong của mình cũng còn là V trừ 2 nè. Rồi cái cuối cùng mình đặt cái gì ra? Đặt 46 ra ha. 46 ra thì cũng còn là V trừ 2 nè. Bằng 0 rồi chưa? Vậy đến đây V trừ 2, V trừ 2, V trừ 2 giống nhau, mình đặt lại một lần nhất ha. À, một lần thì ở trong sẽ còn là 8V bình cộng cho 15V và cộng cho 46 các bạn. Rồi nhắc lại nè, trừ V bình thì mình sẽ tách trở thành trừ 16V bình cộng cho 15V bình. Trừ 16V nè, thì mình sẽ tách trở thành trừ 30 cộng cho 46 ha. Trừ 30 cộng 46. Bây giờ nó giống nhau cái nhân từ chung của mình là V trừ 2, V trừ 2, V trừ 2 nè. Ha. Thì giống nhau V trừ 2 rồi ở trong còn lại gì thì kia là cái đó ha. Rồi đến đây các bạn lý luận giùm thầy này, đến đây á mình thấy 8V bình đó, 80 bình mà cộng với một số 46 thì chắc chắn nó phải luôn lớn hơn không, luôn lớn hơn không nghĩa là nó không được phép bằng không ha, không được phép bằng không nghĩa là mình chỉ có một cái duy nhất đó là v trừ 2 bằng không thôi. Bây giờ v trừ 2 bằng không ha. Rồi các bạn giải thích chỗ này thầy ha, vì vì cái 8v bình cộng 15v cộng cho 46 á thì nó lớn hẳn hơn không rồi ha, vì cái thằng này nè nó lớn hẳn hơn không rồi. Được chưa? Là lớn hẳn hơn không rồi, nghĩa là nó không được phép bằng không ha. Vậy thì v trừ 2 bằng không, v trừ 2 bằng không nghĩa là v nó sẽ bằng 2 các bạn, v bằng 2 tương đương v nó sẽ bằng 2, v bằng 2 mà v mình đặt bằng cái gì, v á, là mình đặt bằng căn bậc 3, căn bậc 3 cộng x cộng 3 ha. Được chưa? Rồi thế lại ha. Rồi tương đương chỗ này. V chính là căn bậc 3 của x bằng 3 đó. Được chưa? Bằng 2 ha. Bằng 2. Vậy thì mình lấy bậc 3 hai vé lên. Bậc 3 hai vé lên ha. Cái mũ 3 hai vé lên thì chỉ còn là x cộng cho 3 bằng 2 mũ 3 chính là bằng 8 này. Bằng 8 và x mình sẽ bằng 5 các x bằng 5 thôi. Rồi kiểm tra điều kiện lớn hơn 1 phần 2 là đúng không? Hay nhầm đây. Vậy x bằng 5 hoặc là kết luận công nghiệm ở bằng 5 ha. Rồi được chưa? Mệt mỏi con này luôn ha. Ok, rồi ha.